Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vương Ngọt Channel của chúng mình. Trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về cái việc là con đường tới Canada nó sẽ như thế nào và nó có dễ hay không nhé. Nhưng trước khi bắt đầu chương trình thì các bạn nhớ đừng quên nhấn nút subscribe kênh Vương Ngọt Channel của mình để mà tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về đời sống tại thành phố Winnipeg Manitoba nói riêng cũng như là cuộc sống tại Canada nói chung. Thế thì mình làm clip này bởi vì là vừa có một anh chị nào đó trên kênh Bước ngoặt channel hỏi rằng là có cách nào để mà sang Canada được nhanh không bởi vì họ rất là muốn đi nhanh. Thế thì mình cũng có cái trả lời rằng là không có cái con đường nào nhanh mà có thể là bền vững cả bởi vì nếu như mà mong đợi sang Canada một cách nhanh nhất có thể thì có thể dễ dàng sẽ trở thành con mồi béo bờ của những kẻ xấu. Bởi vì theo mình biết ở Việt Nam có rất là nhiều những cái công ty hay là những cái đại môi giới họ hứa hẹn là khi sang tới Canada thì mọi người sẽ chuyển đổi visa du lịch để mà xin được cái work permit nhưng mà cái con đường đó thì không hề dễ dàng chút nào. Bởi vì là để làm việc được ở Canada và được chính phủ người ta cấp cho cái work permit cũng cần về một số cái điều kiện nhất định, đặc biệt là về tiếng Anh. Và với những cái công việc lao động phổ thông ví dụ như là làm nông trại chẳng hạn thì cũng bắt buộc cần phải yêu cầu một cái điểm tiếng Anh tối thiểu Tổng khoảng 4 năm, đó là cái mức mà mọi người có thể trao đổi ở những trao đổi hoặc là hiểu những cái câu mệnh lệnh đơn giản trong công việc phổ thông và với cái con đường đấy mình cũng đã nghe nhiều cái câu chuyện về việc là họ đã tiền mất mà không thể nào uh, lấy lại được cái khoản tiền đầu tư ban đầu hoặc là họ sẽ rơi vào cái phần công việc bị ép buộc uh, tức là cái chủ lao động người ta uh, giả lương uh, bèo bọt chẳng hạn hay là uh, không đủ chi phí bởi vì nếu như mà sang tới canada để làm việc với cái visa visitor ấy thì cũng có khả năng mọi người có thể làm à, kiếm được việc bởi vì thực tế thì mình cũng đã gặp những cái trường hợp là à, ví dụ như ở Vancouver hồi mùa hè năm ngoái khi mà mình tới ấy, một cái chợ ở đó thì à, gặp cái chị à, người Việt chị nói rằng là mùa hè thì cũng có người à, visa visitor sang làm nhưng mà các bạn xác định làm đấy chỉ là làm chui thôi và cái hậu quả của làm chui thì các bạn rất là khó lường bởi vì là nếu trong trường hợp mà làm chui thứ nhất là à, đó là một cái là việc làm phi hợp pháp và trong trường hợp bị phát hiện đi ra ấy, thì à, có thể là để lại những cái hậu quả ví dụ như là bị cấm nhập cảnh vào Canada hay là à, hậu quả trước mắt là ví dụ như trong à, quá trình lao động các bạn có gặp vấn đề về tai nạn hay là về khám chữa bệnh đau ốm chẳng hạn thì các bạn sẽ uh, phải chi trả một cái khoản tiền nhất rất là lớn nếu như mà phải vào bệnh viện uh, cũng có thể là mọi người nói rằng là mua cái bảo hiểm cho visitor visa thế nhưng mà có những cái trường hợp mà bệnh họ không có cover hoặc là cũng có những cái trường hợp mà không thể đòi được tiền cho bảo hiểm bởi vì trước đây thì mình đã có một gặp một cái trường hợp là khi họ sang tới đây bằng visitor visa nhưng mà gặp trường hợp phải vào bệnh viện ấy thì uh, khi quay trở lại về Việt Nam thì không được bảo hiểm ở phía đầu Việt Nam chi trả dẫn tới việc là hiện tại họ vẫn nợ bệnh viện một cái khoản tiền kha khá lớn nếu trong trường hợp mà bệnh viện uh, họ vẫn cứ tính cứ, họ sẽ vẫn cứ để như vậy thôi nhưng mà cái số tiền uh, lãi nó sẽ cứ lớn dần lớn dần lên và có khả năng là nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái credit sau này nếu như mà ai đó muốn tiếp tục sang Canada đặc biệt là trong cái chuyện mua nhà cửa phải vay tiền hoặc là uh, vay bất cứ một cái thứ gì đó hoặc đi làm bất cứ thứ gì đó mà cái credit của mình xấu ấy thì nó ảnh hưởng rất là lớn và thực sự thì các bạn cũng cần phải nhận thấy được rằng là nếu các bạn nuôi cái ước mộng sang tới Canada làm việc để mà kiếm được uh, tiền hoặc là để làm mà làm giàu bằng cái công việc lao động phổ thông ấy thì mình nghĩ là các bạn nên bỏ ngay cái ý định này bởi vì là khi mà sang tới Canada lao động phổ thông với cái mức lương tối thiểu sau khi trừ chi phí sinh hoạt nhà của các thể loại đi rồi thì các bạn kiếm không còn được bao nhiêu đâu các bạn rất khó để mà làm giàu được từ cái việc đi lao động phổ thông nếu trừ khi là các bạn làm việc quần quật tức là thay vì người ta làm việc 8 tiếng một ngày thì các bạn làm việc gấp đôi gấp ba lên để với mục đích là làm tạm trong một thời gian và kiếm một cái khoản thu nhập kha khá mang về Việt Nam để mà kinh làm ăn kinh doanh thôi còn à, mọi người sang tới Canada là mọi người sẽ hướng theo cái giá trị khác đó là cái giá trị về sự tự do đó là giá trị về quyền con người thì cái giá trị đó mới xứng đáng để các bạn phấn đấu nỗ lực thế còn nếu mà ra đi hay sang canada để với mục đích là À, làm giàu, ấy, làm kinh tế ấy, thì à, mình khẳng định với các bạn một điều rằng là Canada là một cái đất nước phát triển, cái nền kinh tế của họ cũng đã phát triển hàng bao nhiêu đời, lâu đời rồi, cho nên là cái cái mức độ chuyên nghiệp cũng như là cái mức độ chuyên môn hóa rất là cao rồi. Vì vậy nếu như mà à, mình không thông thạo ngôn ngữ, không thông thạo văn hóa thì sang để mà à, làm giàu hoặc là để mà kiếm được một khoản tiền kha khá, khá tiết kiệm được một khoản tiền kha khá, khá ấy, thì nó không đáng là bao nhiêu đâu à, nếu như mà nó có đáng là bao nhiêu thì đó cũng chỉ là do cái tỷ lệ chênh lệch về tỷ giá thôi do chênh lệch về tỷ giá mà nó có thể là uh, sau một cái thời gian làm việc chui các bạn uh, có thể là kiếm được một khoản kha khá nhưng mà các bạn sẽ xác định rằng là các bạn sẽ rất rất là vất vả trong cái giai đoạn mà các bạn sang tới Canada để làm việc như vậy bởi vậy nếu như mà khi các bạn xác định rằng các bạn muốn sang canada thì các bạn phải xác định rõ các bạn muốn sang canada để làm gì các bạn sang để mà tìm kiếm giá trị tự do, giá trị về quyền con người hay là các bạn sang để mà chỉ là kiếm một ít tiền rồi mang về Việt Nam kinh doanh thì các bạn cần phải xác định rõ và cần phải có một cái kế hoạch uh, xác định chiến lược cho tương lai của các bạn thay vì là cứ mong đi Canada bằng được sau đó sang tới nơi vì cuộc sống rất là vất vả hoặc là ví dụ như là các bạn cần phải làm tăng ca thêm giờ thì lúc đấy các bạn sẽ bị sốc rất là nặng thì đó là một số những cái thông tin cơ bản về cái việc là đi canada liệu có dễ không và đi bằng cái con đường nào thì giúp các bạn có thêm thông tin và nếu có vấn đề gì chưa rõ thì các bạn cứ để lại comment ở phía bên dưới nhé còn bây giờ thì chào các bạn và hẹn gặp lại trong các clip tiếp theo